Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với tiết học toán ngày hôm nay. Cô và trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài cộng trừ các số trần trục. Trước khi bắt đầu vào bài mới, các con hãy chuẩn bị sách giáo khoa toán từ trang 129 đến trang 130, bút chì và thước kẻ nhé. Trên màn hình cô có 3 bó que tính, mỗi bó gồm một trục que tính. Vậy 3 bó que tính cô sẽ có tất cả là bao nhiêu que tính? Bạn nào có câu trả lời rồi, mình cùng nói cho ba mẹ nghe nhé. 3 bó que tính sẽ gồm tất cả là 30 que tính hay còn gọi là 30 que tính. Số 30 sẽ gồm mấy chục và mấy đơn vị vậy các con? Số 30 sẽ gồm 30. Cô viết chữ số 3 vào cột chục. Không đơn vị, cô viết chữ số 0 vào cột đơn vị. Tiếp đó, cô lại có thêm 2 bó que tính, mỗi bó gồm một chục que tính nữa. Vậy hai bó que tính sẽ có tất cả là bao nhiêu que tính? Hai bó que tính sẽ có tất cả là 20 que tính hay còn gọi là 20 que tính. Số 20 sẽ gồm 20. Cô viết chữ số 2 vào cột chục. Không đơn vị, cô viết chữ số 0 vào cột đơn vị. Các con hãy chú ý nhé. Lúc đầu cô có 30 que tính. Về sau cô lại có thêm 20 que tính nữa. Vậy đố các con cô sẽ có tất cả là bao nhiêu que tính? Để trả lời được câu đố này, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu qua bài học mới ngày hôm nay. Đó chính là bài cộng trừ các số tròn trục. Cô sẽ hướng dẫn các con cộng các số tròn trục trước. Lúc đầu cô có 30 que tính, rồi có thêm 20 que tính nữa. Để biết được cô có tất cả bao nhiêu, ta phải thực hiện phép tính gì? À, đó chính là phép tính cộng. 30 cộng 20 sẽ bằng bao nhiêu? Các bạn nào có câu trả lời không? Cô thực hiện phép tính cộng như sau. Không đơn vị cộng không đơn vị bằng không đơn vị. Cô viết chữ số 0 vào cột đơn vị. 30 cộng 20 bằng 50. Cô viết chữ số 5 vào cột chục. Vậy là cô đã tính được 30 cộng 20 sẽ bằng 50. Để giúp các con hiểu rõ hơn, cô và các con sẽ cùng đặt tính lại một lần nữa nhé. Cô thực hiện đặt tính 30 cộng 20 như sau. Đầu tiên cô viết số 30, rồi viết số 20, sao cho chữ số cột trục thẳng cột với chữ số cột trục, chữ số cột đơn vị thẳng cột với chữ số cột đơn vị, rồi viết dấu cộng ở giữa. Tiếp đó ta dùng thước kẻ một dấu gạch ngang, rồi các con sẽ tính kết quả. Nhưng các con cần lưu ý rằng, khi tính ta phải thực hiện phép tính từ bên phải sang bên trái. 0 cộng 0 bằng 0, cô viết chữ số 0 thẳng cột đơn vị. 3 cộng 2 bằng 5, cô viết chữ số 5 thẳng cột chục. Vậy là cô đã tính được ra 30 cộng 20 sẽ bằng 50. Các con đã nắm được cách đặt tính và tính cộng các số tròn trục rồi. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con cách đặt tính và tính trừ các số tròn trục. Các con hãy quan sát màn hình và lắng nghe bài toán. Cô có 5 bó que tính. 5 bó que tính là 50 que tính hay còn gọi là 50 que tính. Sau đó, cô lấy đi 2 bó que tính. 2 bó que tính là 20 que tính hay còn gọi là 20 que tính. Vậy cô sẽ còn lại bao nhiêu que tính? Để biết được còn lại bao nhiêu que tính, ta phải thực hiện phép tính gì? Các con hãy suy nghĩ và nêu cho cô phép tính tương ứng với bài toán nhé. À, ta phải thực hiện phép tính trừ 50 trừ 20. 50 trừ 20 sẽ bằng bao nhiêu? Các con chú ý xem cô hướng dẫn nhé. 50 gồm 50, cô viết chữ số 5 vào cột chục. Không đơn vị, cô viết chữ số 0 vào cột đơn vị. 20 gồm 20 và không đơn vị, cô viết chữ số 2 vào cột chục, chữ số 0 vào cột đơn vị. Cô thực hiện phép sau. Không đơn vị trừ không đơn vị bằng không đơn vị, cô viết chữ số 0 vào cột đơn vị. 50 trừ 20 bằng 30, cô viết chữ số 3 vào cột chục. Vậy là cô đã tính ra được rằng 50 trừ 20 bằng 30. Các con hãy giúp cô đặt tính lại một lần nữa để hiểu bài rõ hơn nhé. Thực hiện đặt tính trừ các số tròn trục,
cô cũng thực hiện tương tự như đặc tính cộng các số tròn trục, nhưng khác nhau ở dấu cộng và dấu trừ. Các con cùng cô đặt tính để hiểu bài rõ hơn nhé. Cô đặt tính 50 trừ 20. Đầu tiên, cô viết số 50, rồi viết số 20, sao cho chữ số cột trục thẳng cột với chữ số cột trục, chữ số cột đơn vị thẳng cột với chữ số cột đơn vị. Cô viết dấu trừ ở giữa, rồi dùng thước kẻ một dấu gạch ngang. Như vậy là cô đã đặt tính xong rồi. Tiếp theo các con hãy cùng cô thực hiện tính kết quả nhé. Nhưng trước khi tính, các con cần phải lưu ý, ta thực hiện tính từ bên phải sang bên trái. 0 trừ 0 bằng 0, cô viết chữ số 0 thẳng cột đơn vị. 5 trừ 2 bằng 3, cô viết chữ số 3 thẳng cột trục. Vậy là cô đã tính được 50 trừ 20 bằng 30. Lúc nãy cô đã hướng dẫn các con cách đặt tính và tính hàng dọc rồi. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con cách tính nhậm để tính hàng ngang cộng trừ các số tròn trục cho thật nhanh chóng nhé. Trên màn hình cô có phép tính 20 cộng 30. 20 còn gọi là 20, 30 còn gọi là 30. Vậy cô nhậm được là 20 cộng 30 bằng 50. Cô tính được 20 cộng 30 sẽ bằng 50. Tương tự như vậy, cô có phép tính 50 trừ 20. 50 là 50, 20 là 20. Vậy cô nhậm được 50 trừ 20 bằng 30. Cô tính được 50 trừ 20 bằng 30. Cô mong các con hãy áp dụng cách tính nhậm này để tính nhậm cộng trừ các số tròn trục cho thật nhanh chóng nhé. Để thử xem nãy giờ các con có chú ý và lắng nghe lời cô giảng hay không, cô và các con cùng bước qua phần làm bài tập nào. Trước tiên các con hãy mở sách giáo khoa trang 129, bài tập số 3. Các bạn hãy đọc đề cùng cô nhé. Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh? Sau khi đã đọc đề xong, các con hãy cho cô biết đề bài cho ta biết điều gì? À, đề bài cho ta biết thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh. Vậy đề bài hỏi gì? Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh. Sau khi đã phân tích xong đề bài, các con hãy cùng cô thực hiện tóm tắt. Tóm tắt thùng thứ nhất. Ta biết được thùng thứ nhất có 20 gói bánh. Các con viết số 20 vào chỗ chấm. Thùng thứ hai 30 gói bánh, mình sẽ viết số 30 vào chỗ chấm. Cả hai thùng có bao nhiêu gói bánh? Để biết được cả hai thùng có bao nhiêu gói bánh, các con hãy cùng cô thực hiện bài giải nhé. Một bài toán giải gồm có 3 bước. Bước thứ nhất là lời giải. Các con hãy dựa vào câu hỏi và nêu cho cô lời giải phù hợp với yêu cầu của câu hỏi nhé. Trên màn hình cô có một số lời giải như sau. Cả hai thùng đựng là, số gói bánh có là, số gói bánh cả hai thùng đựng là. Như vậy, một bài toán giải ta có thể có nhiều cách viết lời giải khác nhau, nhưng phải phù hợp với yêu cầu của câu hỏi. Ở bài toán hôm nay, cô sẽ viết lời giải là cả hai thùng đựng là. Nhưng các con lưu ý, lời giải của chúng ta phải có chữ là và dấu hai chấm nhé. Để biết được cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh, ta phải thực hiện phép tính gì vậy các con? Bước 2, phép tính. Cô phải thực hiện phép tính cộng 20 cộng 30 bằng 50 gói bánh. Vì gói bánh là đơn vị, cô viết trong dấu ngoặc. Sau khi ra được kết quả rồi, chúng ta cùng thực hiện bước số 3. Đáp số 2 chấm 50 gói bánh. Như vậy là cô đã hướng dẫn các con thực hiện xong một bài toán giải rồi đó. Bước sang bài tập tiếp theo. Các con hãy mở sách giáo khoa trang 130. Bài 2, tính nhậm. Trên màn hình cô có những phép tính như sau. Các con hãy quan sát và cho cô biết những cặp phép tính trên màn hình của cô có gì đặc biệt. À, những cặp phép tính này có các số và dấu giống nhau, khác nhau ở vị trí đứng của các số. Các con đã được học rằng, trong phép tính cộng, khi ta thay đổi vị trí đứng của các số thì kết quả không thay đổi. Các con hãy vận dụng điều này để vào làm bài tập câu A nhé. 30 cộng 20, cô nhậm được
30 cộng 20 bằng 50, như vậy cô viết 50 vào chỗ trống. Cô suy ra được rằng 20 cộng 30 cũng sẽ bằng 50. Câu B. Các con hãy quan sát phép tính ở câu B. Các phép tính này cũng có điều đặc biệt. Các con đã nhận ra chưa nào? À, ở phép tính này đằng sau các số có đơn vị cm. Như vậy, khi viết kết quả, các con cũng phải ghi chữ cm ở phía sau. 30 cộng 10, cô nhận được là 30 cộng 10 bằng 40 cm. Như vậy là cô đã hướng dẫn xong bài tập số 2. Các con hãy thực hiện những phép tính còn lại vào sách giáo khoa nhé. Sau khi làm xong, các con hãy nhờ bố mẹ kiểm tra xem kết quả làm của mình đã đúng chưa. Cô sẽ có lời khen cho những bạn nào đã hoàn thành bài tốt. Ở bài tập tiếp theo, các con hãy mở sách giáo khoa trang 131. Tính nhẩm bài số 2. Trên màn hình cô có những phép tính như sau. Phép tính thứ nhất, 40 - 30. Cô sẽ nhẩm được là 40 - 30 bằng 10. Cô viết số 10 vào chỗ chấm. Thật đơn giản phải không các con? Các con hãy áp dụng cách cô đã hướng dẫn để làm những phép tính còn lại vào sách giáo khoa nhé. Và nhớ rằng, sau khi làm xong, các con hãy nhờ ba mẹ mình kiểm tra để xem chúng ta đã làm đúng chưa nào. Bài tập tiếp theo, các con hãy mở sách giáo khoa sang trang 132, bài 2, tính nhẩm. Ở bài tập này, cô có một trò chơi nhỏ dành cho các con. Trò chơi của cô có tên là ô số bí mật. Trên màn hình, cô có những ô số màu vàng đã bị giấu đi rồi. Nhiệm vụ của các con là thực hiện các phép tính và tìm ra kết quả của những ô số đó. 90 - 20, cô nhận được là 90 - 20 bằng 70. 70 hay còn gọi là 70, cô viết số 70 vào ô trống. Tương tự như vậy, các con hãy thực hiện những phép tính còn lại vào sách giáo khoa nhé. Vậy là trò chơi nhỏ vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay. Sau bài học này, cô mong các con hãy lấy sách giáo khoa và hoàn thành những bài tập sau. Trang 129-130, các con sẽ làm bài số 2, bài số 3. Trang 131, các con sẽ làm các bài tập 2, 3, 4. Trang 132, các con sẽ làm các bài tập 2, 3, 4, 5. Cô tin là các con sẽ thực hiện tốt những điều mà cô dặn nhé. Chúc các con và gia đình luôn mạnh khỏe. Cô thân ái chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các bạn trong những tiết học lần sau.